la 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 la. Cả nhà mọi người sao rồi? Trời, được 12 người, 15 người. Tôi đến cười không hết được. Chưa có đến cười được, không biết lý do tại sao. Hello Thái. Trời ơi, chị mà có Thái ở đây là ngồi cười. Là vẫn cười chết luôn. Hello Thu Ngô. Cười trong đau khổ hả? Không có phải đau khổ không ta? Chắc là nó cũng hơi bị đau khổ chút xíu đó mọi người. Trời, hôm nay đứng lý ra là tôi không có định livestream. Định ngày mai mới livestream. Tại vì ngày mai cái lịch mà livestream ngày mai nó sẽ được vui hơn. Là bởi vì ngày mai đó thì tôi có tham gia một cái chương trình cho cái công ty ghế massage và bán đại hạ giá cho cái dịp lễ Father's Day tới. Thì cái giá rất là rẻ bèo. Trời ơi, tôi nói cái massage gì mà thì cái giá gì mà nó mềm éo à. Nó mềm nhũng hơn cái bánh xèo nữa. Bởi cho nên là tôi rất là sung sướng. Hồi nãy là tôi mới được cái dịp công ty gửi qua mấy cái hình poster. Thì tôi cũng thắc mắc là cho cái giá gì mà rẻ gì có thiệt không vậy? Rẻ quá là bởi vì cái ghế massage này á, là tôi có xài cho nên tôi rất là mê. Nhưng mà cái chuyện đó là ghế massage ngày hôm mai là chứ không phải hôm nay. Hôm nay tôi chưa không có định lên livestream, nhưng mà tự nhiên nghĩ tới nhớ cả nhà quá nên chạy lên tâm sự chút xíu. Hồi tuần rồi là tiệm tôi đã mở cửa lại bình thường rồi. Thì đi làm là cũng cách 6 feet. Rồi sau đó khách vô thì mình cũng kêu đi rửa tay, rửa chân đồ này nọ cho nó vui. Đó, thì khách đó vô thì người giống như là người nào cũng đeo mặt nạ. Mình đeo mặt nạ, khách nó đeo mặt nạ. Mà tôi nói nhìn nhận dạng thì nhìn hai con mắt thì mình cũng biết ai với ai. Thì tôi cũng nhận dạng mấy bà khách của tôi, thì tôi cũng niềm nở, tôi chào khách. Rồi mấy bà khách của tôi cũng niềm nở nhìn ra tôi, mà mấy bà khách bắt cười lắm. Không biết có phải là tại vì phong tộc mà phong tục Mỹ người ta khen mình hay là chê mình cũng không biết nữa. Có bà khách kia bà gặp tôi, bà nói trời Hùng, tao gặp lại mày tao mừng ghê luôn á Hùng. 2-3 tháng nay luôn đó Hùng. Mà mày làm giỏi ghê, 2-3 tháng nay rồi mà nó vẫn còn chưa có rớt. Tao mới vừa cắn ngày hôm qua ra thôi. Thì bây giờ tao tới tao gặp mày để làm bộ mới đây. Mà mày, tao thấy mày sao bây giờ mày mập ra dưới Hùng. Cái lỗ mũi của mày nó nằm trong cái mặt mày luôn á. Cái tôi nghĩ tới cái câu của bà nói, cái tôi không biết cái đó là khen hay là chơi đó. Tôi tôi đúng hả? Cái lỗ mũi của mình sao bây giờ nó nằm trong cái mặt như ta. Mình tưởng tượng tôi đang tưởng tượng giống như là cái mặt của tôi nó là một cái bánh bao mà chính giữa đó cái cục nhân gì đó mọi người. Sau khi mà mình bị con Covid nó nhốt ở nhà 2-3 tháng này thì đúng là cái mặt này nó choppy, nhìn nó rất là nhiều mỡ. Chứ không biết giờ lại bữa đã gì còn cộng thêm cười nữa rồi không biết nó có mập ra nữa hay không. Mà nghe cái tiếng bà nói nghe mắc cười lắm, cái lỗ mũi của mày á nó nằm ở trong cái mặt của mày á Hùng à. Không biết có phải là bà này bà chọc quê tôi là tại tôi châu Á mũi tẹt hay không nữa mà tôi còn mắc cười. Cái câu chuyện mà bà từ chiều gì bà khen tôi cái lỗ mũi nằm trong cái mặt nó còn ám ảnh tôi cái chiều hôm nay. Rồi qua cuối tuần, trời ơi mấy ngày mới mở cửa ra khách trời ơi vô hả, rất là dễ thương. Người nào người nấy hả, mặt mừng rồi cho tiền ship cao. Cái tới phiên tới cuối tuần nha mọi người, tôi kể câu chuyện này là gặp giống như là cái sao chàng hãng nó cũng vẫn chưa hết đâu. Cái vụ mà con cháu của con cô Vi á, là mấy thằng cô hồn nó còn chưa có ngưng. Bởi cho nên là nó tai hại cho cái nghề nail của mình dữ lắm. Cuối tuần tôi đang đi làm nail, ngày thứ 6 là ngày đó là cái ngày hốt bạc ngày nail của mình. Thì là mình đã chuẩn bị khăn gói rồi chuẩn bị vô mổ xẻ đồ này nọ cho nó nhiều tiền rồi. Cái đang làm bình thường, rồi cái bà khách bà chạy ra bà trả tiền. Đó, khi mà bà trả tiền rồi thì bà bấm vô trong cái tờ n bình thường thôi, cho tiền tip tiền cò bao nhiêu nó in ra cái receipt, cái điện thoại của bà nó bíp bíp bíp. Xong cái bà cầm cái điện thoại lên bà coi. Cái tôi nói chứ ủa gì bíp bíp, bộ quan trọng dữ lắm hả, mày ký tên đây rồi mày đi, mày chỉ cần ký tên thôi là mày có thể đi rồi. Cái bà mới nói chứ hả mô Hùng ơi, cái điện thoại tao nó đang báo tin là có đoàn biểu tình nó sắp sửa tới khu này rồi không. Tôi nói ủa gì kỳ mày làm ơn mày coi kỹ xíu đây. Cái Chicago nó bự thù lù đó mà cái bảo mà biểu tình khu nào mày nói cho rõ. Cái bà nói cái điện thoại tao nó bíp bíp cái như đài truyền hình nó báo tao đây này là cái có một đoàn biểu tình nó đang rầm tới tiệm mình đó, tới tiệm nail của mày á Hùng. Tôi mất hồn mất vía, trời ơi ba chân bốn cẳng bà con cô bác gì thợ thầy gì xúm nha khóa cửa lật đập nó dễ trơn luôn. đi về hết trơn, chứ tại vì bây giờ biểu tình rồi, bây giờ làm ăn gì nữa giờ. Đó thì mình cứ tưởng tượng là biểu tình mà nó đập phá, xong cái tôi cũng ngồi tôi nghĩ, tôi nói với thợ, tôi nói với mấy người thợ tôi á, bình tĩnh, chuyện nào ra chuyện nấy. Nó biểu tình là nó biểu tình thôi, tại vì bây giờ là mới cái giữa ngày à, bây giờ là mới chỉ có 3-4 giờ chiều thôi mà biểu tình gì mà giờ này. Theo có thói quen mà những cái đám mà đi ăn cướp, ăn giật đồ này nọ là tôi đi tìm hiểu kỹ dữ lắm rồi, là nó muốn đập kiến hôi củ, hay là nó vô nó gom nước sơn của mình, hay là ăn cắp ghế spa của mình. Nó không phải đợi tới khuya một tí, nó phải đợi tới là 9-10 giờ đêm nó mới làm, chứ bây giờ là mới còn chờ chiều mà nó làm gì mà nó đập phá. Nó chỉ có đi biểu tình thôi, người ta gọi là biểu tình ôn hòa, bắt quá là mấy cái tuổi mà đi tới chửi lộn với cảnh sát thôi, nó chửi hồi nó đi về. Tôi kêu mấy người trong làm trong tiệm tôi là ngồi yên tại chỗ, ngồi bình tĩnh để nó không có biểu tình gì đâu. Vậy á mà ai cũng xanh mặt hết trơn. Mà tôi nói thiệt nghe, cái miệng của tôi á, thì giả bộ tôi trấn an cho mọi người trong tiệm, thật ra tôi cũng sợ. Tôi nói tôi kệ bà, nó đóng cửa đi về, chứ bây giờ ghe toàn bộ biểu tình tới rồi mình chửi lộn, mình chửi đổ lại nó đâu. Nó chửi tiếng Anh mà, phải chi mà bọn biểu tình mà nó chửi tiếng Việt á thì tôi cũng đứng đó tôi chống cự để chửi lại. Còn như nó chửi tiếng Mỹ thì sao biết chửi lại nó được giờ, đúng không? Bắt quá chỉ thời mình chửi thời dăm ba câu thôi chứ làm sao chửi lại nó được. Đó, cái tôi nói thôi khóa cửa đi về hết luôn. Rồi đi về xong cái rốt cuộc đi về hết trơn hết. Trời, cái tối tôi về tôi coi tin tức hoài, tôi nói ủa tôi sao mà biểu tình sao nó không có tới tiệm mình vậy ta, nó tới đâu vậy ta. Nó thì ra nó chỉ có 5-7 thằng nó ghé tiệm, nó ghé khu tôi rồi nó quẹo qua khu khác, nó nhập bọn với mấy tụi biểu tình khác, nó đi nó ráo trọi. Cái tôi nói trời ơi, vậy là vô duyên chưa? Nghe lời bà khách tự nhiên nói biểu tình rồi cái tự nhiên nhúng nháo đi gì hết trơn, bỏ hết, khách không làm gì hết trơn trọi. Rồi cái bây giờ giống như tôi bị gạt á mọi người, bởi tôi cười đau khổ là đúng rồi, giống như là tôi bị gạt á, mấy cái đám biểu tình nó bị gạt, nó gạt mình đó. Biểu tình mà nó cũng gạt đó nha mọi người nha, nó gạt dữ lắm đó. Ba hồi nó nói khu này biểu tình, ngày mai tới khu kia biểu tình, tới khu nọ biểu tình, rốt cuộc có tới đâu? Không phải nó nói khu nào là tới khu đó đâu, nó không phải như vậy đâu, nó gạt. Trời ơi tôi giận dễ sợ luôn. Cái qua ngày mai cái tôi nói thật kệ bà, nó coi như là mình xui đi. Rồi đến ngày mai mình xách gói mình lên làm lại bình thường. Xong cái ngày mai xúm nhau gọi điện thoại thợ thầy, rồi xúm nhau cầm suốt, cầm cuốc, cầm xẻng rồi lên để chiến đấu. Là thứ Bảy mà lên chiến đấu. Ê trời ơi, cả một cái con đường nào mà đi xuống khu tiệm tôi là nó chặn đường hết ráo luôn. Nó chặn nào là đường lớn cũng chặn, highway cũng chặn, đèn đỏ nào nó cũng chặn, nó chặn nó bắn nhốt chị nhầm mà nó không có cho ra cái khu trung tâm á. Rồi cái tôi có vài người làm chung cứng đầu chạy local là mỗi một cái đèn đỏ là dừng, mà chạy xi khi mà tới khu trung tâm nó cũng không cho vô tiệm. Xong cái gõ rồi mở cửa xuống hỏi chứ ai tụi bay sao làm gì mà chặn đường xá trơn vậy. Cái nó nói biểu tình. Xong tôi nói cho mà biểu tình rồi chưa biểu tình mà chặn chỉ cho mệt vậy. Mấy cái tụi xe quân đội rồi xe nhà binh thiết giáp rồi chạy ra, đứa nào nó cầm súng còn dắt chó nữa, bây giờ có tăng cường dắt chó nữa mọi người đó, đưa ra đầy đường hết trơn trọi. Xong tôi nói nhưng mà biểu tình rồi chưa mà chặn đường hết trơn vậy, bây giờ tao không phải đi làm đi đồ này nè. Xong cái nó nói chứ nguyên cả cái khu này là chặn đường hết trơn rồi, bây giờ mày muốn vô á là mày phải đưa bằng lái chứng minh là mày là người dân ở trong khu này thì tao mới cho được vô đó. Còn nếu mà mày đi làm thì mày phải đi làm về những cái nghề nào mà nó quan trọng đó thì tao mới cho mày vô, thí dụ như mày là bác sĩ, y tá, nằm trong bệnh viện. Xong cái tôi đưa bằng lái tôi ra, tôi cũng rẹt đưa ra, tôi nói không, bằng lái tao đây nè, mày cứ xét đi, tao không ở khu này, tao ở xóm trên, nhưng mà tao làm việc ở khu này, tao có cái tiệm nail, tao có hẹn khách nail, tao rất là quan trọng, tại vì nail của tao là hẹn 3 tháng rồi, mày bây giờ là người ta chưa có vô làm đó mày à. Mà tao hiện tao mở cửa hết trơn gọi rồi. Cái nó đứng nó bấm vô trong cái nó gọi điện thoại lên trên cái tổng đài gì mà trong xe cảnh sát đó, nó gọi nó bấm ịn. Xong cái nó nói chứ Hùng ơi Hùng, cái bằng lái của mày với lại mày nói cái nghề của mày nó không có đủ tiêu chuẩn vô trong cái khu này Hùng à, tụi tao vẫn nhốt mấy cái người này lại không có cho vô. Xong tao nói ủa gì kỳ vậy, sao mày khó khăn quá vậy? Trời ơi tao đã có hẹn rồi, tao nói mày tao có hẹn rồi, tao phải cần vô. Nếu mà vậy thôi tao đậu xe tao đi bộ vô nghe. Xong cái đó chứ mày đậu xe mày đi bộ vô cũng được, thì mày muốn đi đâu thì mày đi, mày đậu xe đâu mày đi, đậu xe đầu hẻm đi rồi mày đi bộ vô khu đó cũng được, đậu đi. Nhưng mà tao nói với mày trước là chút nữa là bao nhiêu căn tiệm ở trong cái khu đó là tụi tao đi gõ cửa từng tiệm là đuổi đi về hết trơn á Hồng à. Xong tôi nói ủa trợ cái gì kỳ vậy trợ, cái gì kỳ rồi, còn khách của tao thì làm sao, tao hẹn hết trơn rồi. Xong cái nó nói bây giờ khách mày vô đó là tụi tao chặn lại, tụi tao cũng đuổi về luôn, là mày vô cũng đuổi về mà khách vô cũng đuổi về, ai vô cũng đuổi về hết trơn. Bây giờ tiệm nail nó đóng hết ráo rồi, bây giờ không có cho vô. Xong cái tôi nói trời đất ơi cái gì vậy, nhưng mà cái chắc chắn là có biểu tình hay không Bây giờ mày nói cho tao nghe, mày vẽ cái con đường là mấy thằng biểu tình nó đi đường nào cho tao coi. Chứ cái downtown Chicago nó bụ thụ lụn gì mà mày cứ nhốt hoài tao mệt lắm. Nhốt 2-3 tháng nay rồi, bây giờ tao hẹn khách tao quá trời rồi. Nếu mà mày còn nhốt tao nữa là tao lôi đầu khách tao về nhà tao làm rồi, mày đừng nói sao xuôi nghe. Đó, tao mà mang khách tao về nhà tao ngồi chèn hãng, ngồi ở nhà tao vũa là không có đóng tiền thuế, tiền đồ cho tụi bay đâu. Đó, xong cái nó mới nó đưa cái bản hồ, nó cầm nó coi, nó coi nó dễ, xong cái nó nói chứ bây giờ là chính phủ đưa tao cái bản đồ đây nè Hùng nè, là tất cả downtown mọi con đường nào ở downtown Chicago đều có nguy cơ biểu tình hết trơn á trời á. Bởi cho nên bây giờ tụi ta không biết tụi nó tụ tập ở đâu, mà nếu mà tụi nó tụ tập thì tụi tao mới chạy tới cái góc đó, còn bây giờ là tụi tao cứ đứng sàn rang ra mấy cái góc ngõ tư, mỗi ngõ tư là đứng nhóm, xe nhà bên thiết giáp rồi gì cũng nhóm, rồi cảnh sát dắt thêm chó, dắt đàn. Cảnh sát nào á là ngồi lên ngựa thì ngồi, còn cảnh sát nào thì dắt theo chó thì cứ đi cà đàn vậy á. Mà bây giờ chưa biết nó tụ họp ở biểu tình ở chỗ nào nên tụi tao chưa có tới khu đó. Đó, tôi nói ủa cái gì kỳ vậy trời rồi bây giờ mày kêu tao về nhà nữa, rồi chừng nào nó hết biểu tình, rồi cái đang làm cái mày cứ kêu biểu tình, rồi cái không làm mày cũng nói biểu tình, rồi bây mày phải nói cho rõ ràng biểu tình hay không biểu tình, mày nói một phát đi, mày nói biểu tình nó làm sao đồ này nọ đó. Xong cái chiều tôi tức quá tôi còn không chịu về nữa. Tại vì giống như là mình đang lên cái cơn thèm tiền mà mọi người, giống như là 2-3 tháng nay rồi mình không có được làm, rồi mình hẹn hò khách này nọ, rồi bây giờ mình chạy xuống cái khu đó làm, bao nhiêu kẹt đường kẹt xá hết trơn, rồi giờ mình quay đầu xe về nhà mình ngủ tiếp thì nó cũng vậy. Nên tôi cũng đứng chặn hàng ở chỗ đó luôn. Tôi nói rồi vậy giờ tao đứng đây chung với tụi bay luôn, khi nào biểu tình á thì tao quay biểu tình nó làm sao. Nếu không mà tao đi u trong tiệm tao mở cửa, chứ tao không có chịu về. Tôi đậu xe qua bên lề đường, tôi đứng với lại cái đám cảnh sát, tôi đứng luôn, tôi dán tóc dán tay đồ lên nghe, là tôi nói hả, mấy tụi bay cứ yên tâm, mấy tụi bay cứ làm việc của mày đây, mày cưỡi ngựa thì mày cứ việc cưỡi ngựa, mày dắt chó thì mày cứ việc dắt chó đây, rồi mấy tụi nhà binh thì mày cứ cầm súng cầm đạn gì đó, tao không phải là dân biểu tình, tao chỉ xin mày vô khu này thôi, mà mày không cho thì tao đứng đây là lỡ mày gặp khách tao đi đường tao quất vô, tao nói tao mở cửa mà mấy thằng này nó không có cho tao mở cửa, tao không phải thất hẹn thất hứa gì khách khứa, bởi bất công là khách nó giận mình sao, tôi lì ra luôn, tôi đang rảnh mà. Rảnh chứ bây giờ về nhà ngủ cũng vậy thôi, tôi chịu đứng yên tại chỗ luôn vậy, tôi coi mấy tụi này nó làm sao nghe. Đó, tôi đứng yên, tay tôi thì cầm ly cà phê, tôi uống, tôi húp xong cái đứa húp rồi đứng ngồi đứng, coi như là nó đứng ở chỗ góc đường, tôi đứng góc đường, nó ngồi xuống đất rồi tôi ngồi xuống đất, tôi cứ đứng ngồi đứng rồi gì lúc ngồi giờ nó cũng mệt quá, tôi ngồi bệt mẹ xuống đất luôn. Tôi ngồi bò xuống đất, tôi dựa trong cái tường này, tôi đang uống ly cà phê xong quá mệt quá, nó cũng đói bụng nữa, móc vỏ ra, có mấy cái bánh chip á, lôi ra ngồi ăn để chờ coi tụi biểu tình nó ra làm sao. Rốt cuộc tôi ngồi tôi chờ cũng lâu lắm, nó có biểu tình biểu riết gì đâu. Rồi cái điện thoại tôi nó rung lên, là coi như là đài truyền hình mà ABC đó nó báo đó, nó nói lo biểu tình bây giờ là dồn ra công viên hết trơn rồi. Đó là công viên là ở ngoài mà cái Union Park gì cái khu tôi đó là bao nhiêu biểu tình là ra ngoài đó. Vậy cho nên là bây giờ là không có được biểu tình, không được tổ chức biểu tình ở góc đường hay là ở trong thành thị nữa. Cái tôi nói chết là trời ơi. Vậy sao cái bà thị trưởng là sáng sớm mà khoảng chừng 5 giờ sáng bà lo lên đi, là bà báo hết cho bao nhiêu người biểu tình rồi này nọ, người ta xúm nhau, người ta chạy ra ngồi công viên, người ta biểu tình để cho nó mát mẻ. Đó, rồi còn thành thị thành phố rồi cứ để bình thường đi, rồi để cho người ta đi vô đó người ta làm ăn. Người nào mà ví dụ như bị đập kiến đập đồ người ta cũng phải vô đó người ta quét dọn đồ này nọ, đúng không? Còn tôi thì làm neo thì tôi cũng vô tiếp tục tôi trà chân trà tay cho người ta chứ, còn mấy tụi biểu tình thì nó thông báo ra ngoài công viên đó ra biểu tình đấy. Mà mình nhắc tới với được công viên với mọi người nghe, làm như là cái bà thị trưởng Chicago là bạn nghe cái livestream của tôi đó. Tôi không biết là nói đại loại là tôi đoán thôi, chứ không biết là bà có nghe hay không, nhưng mà tôi đoán. Tại vì cái bữa mà có lần đó tôi nói là sao mà tôi nói tôi cứ hỏi hoài, tôi quánh đồ hoài là mấy cái tụi biểu tình sao nó không ra ngoài biển, mấy biểu tình hay ra công viên nó biểu tình cho nó khỏe. Biểu tình chi mà đi trong đường phố đi bộ chứ nó mệt dữ hả? Nắng chang mà ra cầm cờ cầm đồ thì nó cũng mệt. Tự nhiên cái hôm nay sao mà tự nhiên bà ra cái lo ra cái lệnh là tụi biểu tình là phải ra công viên, chứ không có được mà đi lòng quăng ở trong thành phố nữa. Đó, rồi bây giờ xúm nhau cái công viên nó bự thù lù vậy nè, là 20-30 ngàn con người nhào ra công viên đó ra đó rồi biểu tình, là tụi nó hô hào rồi nó ngủ lại đêm luôn hàng sao đó. Tối tôi thấy nó đốt lửa trại đồ chơi cũng vui lắm. Nhiều lúc tôi ở nhà tôi cứ coi lên tin tức coi mấy tụi biểu tình rồi này nọ, tôi nói trời sao nó vui với trời nó vui dễ sợ ha. Tôi cũng muốn dẫn đầu dậy đó, tôi tự chạy ra chơi chung cho nó vui, nhưng mà tôi không dám, nhiều lúc hơi sợ. Bắt công nó nhìn đó, tôi là như nó nói thiệt, nếu mà tôi mà chùm khăn chùm đồ lên là nó nhìn tôi là giống như là dân ngoại quốc liền, đâu giống Việt Nam đâu. Đâu, nhìn tôi không giống Việt Nam. Tôi có cái nét đẹp giống như cái nét đẹp gì ta, nét đẹp mà của mấy người mà đẹp mà hiếm ở ngoài đảo hoang đó mọi người, giống như là mấy cái người mà ngồi hoang đảo mà Trung Mỹ rồi đó, mấy cái chỗ mà đảo sang sang nha, đảo cái kiểu như là nước xanh mà cát trắng mà đã vậy còn có san hô rồi mấy con cá đủ kiểu nó bay nó bơi dưới nước rồi này nọ vậy đó, là mấy cái vùng đảo đó là tôi có cái nét đẹp của mấy tụi thổ dân ở mấy cái hoàng đảo đó đó đó. Chứ nếu mà tôi nha, tôi che tóc đồ này nọ là tôi nhìn ra nó không có giống Việt Nam, nhưng mà biết rằng là vậy tôi cũng không có dám liều mạng để vô đó để coi thử nó ra sao, chứ thật ra biểu tình nó cũng vui dữ lắm. Tôi thấy nào là nó đốt lửa đốt đồ lên rồi nó nhảy nha, nó nhảy. Có con thằng kia liều mạng dễ sợ luôn á. Người ta nói thằng cảnh sát Mỹ ha, nó đã bự rồi, cảnh sát Mỹ nó bự lắm chứ bộ. Trời, Mỹ nó to dữ lắm mà đã gì nó còn dắt theo con chó, mà con chó nó cũng bự nữa. Mà con chó trong cái mùa biểu tình này nó không có bao cái mỏ lại. Bình thường là nó dắt thằng cảnh sát đi là nó dắt nó bao cái mỏ, mà bình thường bây giờ là mỏ ra con chó thở sủa gâu gâu gì đó, mà mấy biểu tình nó cũng sắc sược nữa. Mà tôi thấy mấy biểu tình cái đúng đó, cái trước mặt cảnh sát đó là ẹo, giống như là nhảy múa chọc quê đó mọi người, chửi lộn mệt rồi sau đó cái tụi nó bắt đầu là nhảy múa chọc quê cho cảnh sát nó tức chơi đó, nhảy tới nhảy lùi, nhảy quay đít quay sao cho con chó nó dứt vô trong cái mông một cái rụp, nó cắn vô cái mông. Trời ơi, tôi nói nó cắn vô con, mà sao tôi cái livestream của cái thằng nào nó quay cũng lẹ quá, bữa nào tôi hỏi coi mình có cái slow motion mà cho tao coi kỹ coi nó cắn làm sao, mà nó coi nó quay cũng lẹ quá, nó táp làm sao hả. Mà tôi nói hả, cái quần ở ngoài cũng rách, mà cái quần xì nó cũng rách luôn, nó lòi ra mà tôi không biết là có cắn luôn cái miếng thịt hay là rớt cái mông gì xuống hay không biết nữa. Mà nếu mà nó rớt cái mông hay nó rớt xuống cái đùng là chắc là máu me chảy tùm lum rồi. Mà tôi nghĩ con chó này nó được huấn luyện hay sao, nó chỉ cắn ra cắn quần thôi chứ đâu có cắn thịt, hình như là vậy á. Mà con chó nó cắn sao hay lắm nha, nó cắn cái phập cái rồi ra hai cái quần, hai cái miếng vải quần rách ra tại chỗ, mà thịt đồ này nọ là không có chảy máu chảy miết. Chù cha, thằng đó hả, thằng biểu tình đái trong quần liền tại chỗ, chân chó dữ quá mà lật đật lủi vô chạy bất tiêu luôn. Cái tôi ngồi tôi coi cái clip đó, tôi ngồi tôi cũng hả dạ, tôi nói tôi cũng vô duyên. Thật ra tôi thỉnh thoảng tôi cũng vô duyên thì mình coi mình cũng hả dạ, chứ tự nhiên mình cũng đang giận, mà tôi đang lên cái cơn giận tự nhiên tiệm tôi cho mở cửa đàng hoàng rồi cái biểu tình cứ bắt nhốt hoài tôi cũng bật đó. Xong cái tôi coi mới tôi cũng hả dạ, tôi nói cho mày chưa đó, tôi cho mày chưa. Cái tôi còn ngồi tôi ai vui vô trò cảnh sát mà thả con chó rồi chắc cắt hết cha đó, mấy cái thằng biểu tình để cho nó quản hồn nó chạy về chứ đó, mà nó ngồi đó để biểu tình đó. Mà tôi nói biểu tình gì mắc cười lạ ghê bà con, lần đầu tiên trong đời tôi thấy biểu tình gì, biểu tình ở Mỹ mình là đặc biệt là biểu tình gọi là biểu tình người da đen. Thì tôi cũng hiểu là sắc tộc da đen rồi biểu tình hô hào cảnh sát giết người Mỹ đen rồi này nọ vậy, đại loại đó là như vậy đi, mình không có cần phải đi sâu xa quá, nhưng mà đại loại mình hiểu đó là như vậy. Thì mình hiểu nước Mỹ nó là như vậy, tại vì nước Mỹ mình á là tình trạng kỳ thị nó cũng nhiều, Mỹ trắng Mỹ đen rồi kỳ thị Mễ, kỳ thị người châu Á mình chẳng hạn vậy đi. Mà châu Á mình nó cũng kỳ thị nhau, thí dụ châu Á mình cũng kỳ thị Tàu, Tàu kỳ thị làm neo, rồi cái nhiều lúc làm neo kỳ thị làm neo, là bởi vì làm neo hạ giá đầu này hạ giá đầu kia, dân neo mình cũng kỳ thị nhau đó. Thì nói chung là nước Mỹ là nó cũng hay kỳ thị đó, thì mình nó quen cái môi trường kỳ thị rồi, không đến nỗi gì mà mắc ô mắc hoàng gì mà tự nhiên kỳ thị cái biểu tình gì mà có liên quan tới nước ngoài đâu, mà tụi nó cũng cầm cờ nghe. Tôi nói trời ơi, bên Anh Quốc nó hô hào đi xuống biểu tình Mỹ đen rồi, bên Pháp nó cũng có, bên Bỉ cũng có, mà ngay cả mấy thằng châu Phi mà nó cũng cầm cờ biểu tình. Tôi nói ủa cái gì kỳ vậy tụi bay, cái này là chuyện của nước Mỹ, nhà tao, nước Mỹ, đâu liên quan tới tụi bay. Trời đất ơi, bên châu Phi mà mày cũng biểu tình, mày biểu tình gì lạ vậy, bên mày có thằng nào trắng đâu mà mày kỳ thị, bên mày toàn là đen không mà. Thì đen với đen thì có gì đâu kỳ thị mày, chỉ có nước Mỹ tao nó mới có nhiều màu sắc, nhiều nghề khác nhau, tụi tao mới có quyền biểu tình, tụi tao mới có quyền gọi là kỳ thị. Còn mày đen với đen mà kỳ thị cái gì mà mày lén xẹt vậy mày. Tôi nói trời ơi, tôi coi cái tivi không mà tôi nói đài nọ nó chiếu lên bao nhiêu cái video clip, tôi còn tôi cười. Tôi nói trời sao mà sao con người ta mà ai vua dữ vậy trời. Biểu tình nước Mỹ có liên quan người ta không nộn hoài, mày đâu mày cũng đi làm ăn bình thường đó chứ, tự nhiên mày cũng hô hào, mày cầm cờ. Mày cầm cờ mày hô hào rồi cho tụi đen biểu tình ở bên Mỹ, nó tưởng là cả thế giới ủng hộ nó rồi, nó làm rần lên nữa. Mà hồi nào giờ mấy người mà Mỹ đen bên Mỹ đâu có đi chơi với mấy tụi kia đâu, đâu có đi qua đi lại, đâu có đi du lịch hay là đi gọi điện thoại họ hàng bà con vậy đâu đó. Rồi bây giờ mày làm rần mày lên tin tức đồ này nọ, rồi mấy tụi bên đây nó tưởng mày ủng hộ nó, nó còn làm trời làm đất lên nữa Cái chuyện nào ra chuyện nấy, nước nào ra nước nấy, trò cái nước đó nước tụi bay, còn nước này nước của Mỹ tao mà liên quan kìa, mày biết tình mày vô duyên. Trời, tôi ngồi tôi tức dễ sợ, tôi nói tôi mà biết cái điện thoại của mấy thằng cha mà cầm đầu cầm đẻ ở bên đó là tôi gọi tôi cũng chửi một chập đó. Nó biểu tình gì mà vô duyên, nó a vua quá. Nó a vua quá. Rồi bây giờ nghe, tôi nghe đâu ở bên Việt Nam đâu có cái tin tức gì mà đưa lên đó nói là ở bên Đà Nẵng á, ở Đà Nẵng Việt Nam mình đây nè, cũng có một cái hội hè sắp sửa lên biểu tình ủng hộ Mỹ đen đó mọi người. Tôi nói tròn ô, ủa vậy hả? Ở Đà Nẵng mà nó cũng ra biểu tình. Nhưng mà cái tình trạng Việt Nam mà nó xuống đường biểu tình vì Mỹ đen thì tôi thấy tôi cũng thông cảm. Là bởi vì đằng nào người Việt mình nó cũng nhiều chuyện. Nó đang rảnh mà. Rảnh là một phần, với Việt Nam mình cũng nhiều chuyện thôi, kệ đi ủng hộ Mỹ đen hay là gì cũng được đó. Thì nhiều lúc cầm cờ cầm hô hào vậy mình cũng thông cảm. Tại đằng nào bà con quen rồi. Mình ở Mỹ mình cũng thấy là bao nhiêu báo chí đâu có nói tin Việt Nam, nó toàn nói tin Mỹ không à. Tôi tưởng tượng giống như là báo chí Việt Nam là nó dịch cái tin Mỹ ra tiếng Việt cho mình đọc cho nó gọn vậy á mọi người. Tin tức Việt Nam đâu nói đâu, toàn nói tin tức Mỹ không à. Tổng thống nó không nói, nó toàn nói tổng thống mình không à. Mà đại loại nó kệ đi, mình nghĩ cái đó gì mình tới kệ bà đi, mày ủng hộ mày ủng hộ gì cũng được đi ha. Còn biểu tình gì mà tôi nói biểu tình mà ở bên đây nè, Mỹ trắng mà cầm cờ mà biểu tình mà cái gì mà cái lưỡi liềm với cái búa đó là cờ cộng sản nó đi biểu tình chu cha trầu ô. Nó cầm cờ nó đi vòng vòng ngang, nó gặp mấy thằng Mỹ trắng rặt đó nó quýnh trời. Tao nói là trời ơi, thằng nào thằng đấy nó chạy sức dép luôn mà nó bỏ cờ bỏ đồ mà nó vẫn còn hô hào. Tôi nói tôi coi cái đó tụi nó bác dạ dở sợ. Tôi nói tao nói cho mày vừa đi biểu tình, tự nhiên biểu tình cái nào ra Mỹ cái nào ra cái nấy. Biểu tình Mỹ đen là ra Mỹ đen, liên quan tới ông nội gì mà tự nhiên cầm cờ cộng sản ra hô hào. Mà đã vậy ở Mỹ này người ta đã biết là nước Mỹ là cái nước mà nó ghét cộng sản. Bà con để ý cái bà con mà khi mà đi vô thi quốc tịch là người ta cũng hỏi rõ ràng là mày có đi theo nhóm cộng sản chưa, mày có phải là đảng viên đảng cộng sản hay là mày có đi tham gia gì đảng chính trường cộng sản gì không. Người ta hỏi rõ ràng, người ta nói nước Mỹ là một nước công khai không ưa cộng sản vậy á. Mày mấy cha cộng sản mày đặt còn a vua vô cầm cờ lên, cầm cờ lưỡi liềm chu cha trò. Mỹ trắng nó dưới nó quýnh. Nó quýnh trời, tôi nói quýnh gì mà máu me đổ tùm lum luôn. Cái cờ đỏ của nó chùm, nó quét mặt ở trong người nó mà không biết cái nào là cờ đỏ mà cái nào là cái máu nó chảy ra luôn. Tôi nói tôi nói cái biểu tình gì mà nó lạ đời kinh khủng luôn. Biểu tình gì mà ai vua, vô cùng là ai vua. Ngày hôm nay này mọi người, tôi thấy biểu tình này mới gọi là chính đáng nè, tôi rất là ủng hộ nè. Hôm nay là ở khu Lý Đô Sài Gòn mình, là Sài Gòn nhỏ tại Cali. Đó là anh có rất là nhiều anh em chị em trong nghề nail ra biểu tình về ngành nail. Tôi thấy cái điều này tôi ủng hộ nè, mà tại vì tôi ở xa quá, tôi cũng muốn chạy u vậy đó, tôi la làng ủng hộ. Nhưng mà tại tôi sợ tôi vé máy bay. Vé máy bay giờ đó, giờ tôi cũng không biết, là nó có cho tôi bay hay không nữa. Nhưng mà từ Chicago mà bay về Cali nó cũng mắc à. Trời, cũng 500-700 chứ không phải vừa đâu. Rồi còn nào phải tốn tiền khách sạn rồi này nọ nữa. Chứ không lẽ giờ tôi qua tới cầm hộ hà mà tôi ngủ lề đường sao được, đúng không? Mình ngủ lề đường rồi này nọ sức khỏe đâu mình la làng. Chứ cái mỏ của tôi mà rơi vào cái Phước Lộc Thọ là tôi cũng la cho banh sát cái Phước Lộc Thọ luôn. Là tại vì tôi ủng hộ. Tôi la là tại vì ủng hộ cái người Việt Nam mình, cái nghề nail của mình. Là bởi vì cha thống đốc của Chicago quá là vô duyên. Trời ơi, cái cha vô duyên, Mỹ trắng gì mà nó vô duyên kinh khủng. Trời, tôi nói thiệt với cha này, nếu mà tôi mà gặp cha này ở ngoài hay là tôi mà không biết cha này là thống đốc là tôi nghĩ cha này không phải Mỹ trắng đâu. Tại Mỹ trắng người ta lịch sự dữ lắm chứ không ai vô duyên như cha nội này. Trời, nó vô duyên dễ sợ luôn. Tự nhiên làm thống đốc thì bao nhiêu công việc gì người ta làm thì cũng phải cho nó bình quân bình đẳng. Bao nhiêu tiệm tùng mở cửa thì người ta mở cửa ra, quán xá mở cửa, rồi khu làm đẹp mở cửa, rồi cái gì cũng mở cửa. Tự nhiên xuống nhà mở mà nhốt tiệm nail làm sao, vô duyên không? Cái bệnh này nó, tôi nói cái bệnh Covid Corona này tôi nói thiệt ngang, đến bây giờ tới cái giây phút này nè, tôi mới vừa đọc một cái tờ báo của Chicago. Chicago nó nói chứ tiểu bang Illinois của tụi tôi đó là một tuần vừa qua là cái gì đạt được kỷ luật là lây bệnh corona thấp nhất mấy tháng này. Cái tôi nói đúng rồi, nó thấp là tại vì chắc là mày thả mấy tụi biểu tình ra đó, xúm nhà bà con đi biểu tình hết trơn. Trời, có đứa nào rảnh đi thử nghiệm đâu mà mày biết nó bị corona hay không, đúng không? Thì bây giờ người ta ở nhà người ta rảnh ai cũng đi thử nghiệm hết trơn á thì nó sẽ lòi ra bệnh. Còn bây giờ mày ra biểu tình hết trơn á, trời, mày đâu có rảnh đâu đi xét nghiệm đâu mà mày nói đến loại bệnh. Bởi cho nên là ra biểu tình là đâu có bệnh. Đó, mà tôi nói bây giờ báo chí bây giờ đó nó coi cái con corona nó giống như là nó bị gì ta, nó bị thăng thiên lên trời mất tiêu gì đó mọi người. Từ khi cái vụ mà biểu tình đánh đập này ra ngoài nước Mỹ này rồi là cái con corona nó chết giấc rồi. Nó chết rồi. Mà nếu mà nó chết giấc như vậy rồi thì cái ông thống đốc bên Cali cũng phải chấp nhận là nó chết giấc rồi, thì phải cho người ta mở cửa. Cho người ta mở cửa, người ta làm neo làm đồ cho ở nhà ăn quay phe hoài nó cũng mệt, đúng không? Mà trong cái đó thì cái ông Cali, cái ông thống đốc đó, ổng có rên hàng ngày là cái tiểu bang của ổng là sắp sửa bị hết tiền rồi. Hết tiền nữa thôi, người ta mở cửa cho dân ta làm neo làm đồ cho ba. Chứ ba là bác vô duyên, bác rảnh dễ sợ luôn á. Thì tôi nói cái gan của tôi tức dễ sợ luôn. Tại tôi ở xa mà tôi sợ tốn tiền vé máy bay và tôi còn phải đặt khách sạn. Chứ nếu không là tôi chạy u về cái khu Phước Lộc Thọ, tôi giúp cho chị em làm đeo la làng lên chửi bới ông nội đó. Thì mình biết cái gì mình chửi cái nấy, mình chửi tiếng Việt đi. Tại tụi Mỹ nó giỏi lắm chứ bộ, mấy tụi nhà nước đồ đó nó có thông dịch gian. Nếu mà nó nghe mình chửi không được thì nó dịch ra tiếng Anh cho ảo, chứ mình không có cần chửi tiếng Anh bà con. Mình biết tiếng gì mình chửi tiếng nấy. Ở Mỹ này nó không có cái vụ mà mình phải nói, mình phải yêu cầu mình nói tiếng Mỹ trong đó, không có. Biểu tình mình biết gì mình nói nấy. Bà con nào học ABC biết ISL rồi thì chửi tiếng Mỹ ba bắp bẹ cũng được. Bà con nào mà không biết tiếng Anh cứ chửi tiếng Việt. Tụi Mỹ nó có thông dịch viên, nó dịch ra cho ông thống đốc đóng nghe. Đó, mà bây giờ bà con nghĩ cỡ cái mỏ tôi mà tôi rủ thêm khoảng chừng 10 người mà cái mỏ như tôi nữa thôi là súng nhau đưa tôi cái microphone đây là tôi la cho nó banh luôn cả cái Phước Lộc Thọ để tôi kêu cầu cứu cái gì nó mới hả dạ mình. Tại vì mình tức mà mọi người, tôi tức mà. Tự nhiên neo người ta đang bình thường rồi nhốt rồi bây giờ thả thì thả ra cho điều đặn, cho súng nhau đi chà chân chà tay người ta chứ. Đúng không? Người Việt mình không có muốn ăn không ngồi rồi. Mình không muốn ăn quay phe là một, hai nữa là khách mình nó xấu xí người ta chịu không có được. Mà thiệt á, mình làm nghề này riết rồi mình cũng thương tâm. Tôi thấy là cái nghề này mình phải công nhận một điều là tất cả những người làm nail của người Việt Nam mình á là gọi là gì ta, là gọi là người có văn hóa đó mọi người. Văn hóa là sao? Là bởi vì mình thương khách mình không muốn khách mình nó xấu xí. Trời ơi, Mỹ mà nó không có móng tay, nó xấu lắm. Đặc biệt nhất là những người mà người ta kém nhan sắc á. Trời ơi, móng tay mà cùi gì nó xấu lắm. Mà đã vậy bà con thấy không, dạo này á, chọn người ta chết hà rầm. Corona chết, rồi đi ra đi biểu tình bị chó cắn chết, đập lộn nhau chết, cái gì cũng chết. Đi ra ngoài á, đang đi tự nhiên á, từ trên trời rơi xuống cái cây đè đầu cũng chết. Nhiều cái chết nó rất là bất ngờ. Rồi người ta chết, người ta mang vô nhà hoàng ha. Bình thường là có chuyên viên kỹ thuật làm đẹp tới ngồi sơn móng tay móng đồ, đi ra nhà hoàng á, để trong cái quan tài nhìn nó cũng đẹp, nhìn nó cũng dễ thương. Bà con nào mà đi đám tang hoài bà con để ý ha. Mình mà có đi đám tang thì mình cũng để ý cho cái người mà người ta chết người ta rất là đẹp, cái mặt của người ta trang điểm dễ thương, tay rồi móng dài thượt màu đỏ mà xanh rồi nhìn dễ coi dữ lắm. Đó, thì mấy cái người mà người ta đi thăm viếng, như tôi đi thăm viếng này mình thấy người ta đẹp vậy thì mình cũng chúc phúc người ta, đi lên trên trời hay là đi đâu đó nó cũng được bình an và nó lúc nào nó cũng được đẹp đẽ. Còn bây giờ tới cái mùa mà corona nó nhốt hết trơn, bao nhiêu người cái đâu có được đi làm móng tay đâu. Rồi cái người ta chết đó, người ta nằm nó cái tay nó cùi gì nó xấu xí lắm, tội nghiệp người ta. Mà tôi biết nha, có nhiều người ta thà nhịn ăn nhịn đói mà người ta phải làm tay, người ta làm tóc, người ta làm đồ cho nó đẹp. Có nhiều người á, là đừng nói chi là người Mỹ nha mọi người, Việt Nam mình cũng vậy nha. Việt Nam mình cũng có nhiều người có tôn chỉ, đi ra ngoài mà không gắn cái cặp lông nheo giả vô là không có ra khỏi đường, không ra khỏi nhà đâu. Tại vì có nhiều chị em phụ nữ mình mà không có cặp lông nheo giả nhìn nó xấu quắc hà. Bởi cho nên người ta phải gắn cái cặp lông nheo giả vô. Tôi nói nhiều người nha, tôi biết còn nhiều bà á, mới vừa leo trên giường xuống thôi, chưa kịp rửa mặt là nó gắn hai cái lông nheo vô rồi. Là bởi vì người ta quen, nhìn vô trong kiến nó có cái lông nheo. Tự nhiên bây giờ không có chịu gắn vô kịp, người ta giật mình. Tội nghiệp người ta. Nhiều người á mà cứ tự nhìn trong gương bị giật mình, nhìn riết là bị tim thòng tự hù mà chết đó. Cũng có nhiều người nằm trong tình trạng vậy. Bởi trên nhiều người Việt Nam mình á là ngủ xong vừa leo xuống giường là mò đâu đó hai cái lồng nheo gắn giả gắn vô cái kịch, rồi mới leo xuống giường, rồi mới đi rửa mặt rửa mày. Như vậy người ta mới bớt sợ đó. Mà đặc biệt nhất là những cái người mà mấy ông chồng mấy ông chồng hay là mấy cái người yêu đồ này nọ hay là người gia đình đó mà ở chung một nhà mà tự nhiên lâu lâu mà đi thấy không có cái lông nheo ha, cái rớt đâu mất tiêu, mình cũng bị thoát tim đi chết rồi, sao nhìn thấy ghê chứ, sợ cái lông nheo đâu, đi tìm cái lông nheo gắn vô đi, trời ơi lông nheo đâu rồi đó. Thì người ta nhiều lúc không có kẻ mắt kẻ mày, môi son má hồng nhưng vẫn phải có cái cặp lông nheo. Thì mấy người Mỹ người ta cũng vậy nữa, người ta phải có cái bộ móng tay đó, nó phải có. Bởi cho nên bây giờ tự nhiên cái anh cha thống đốc Cali này chả nhốt kiểu gì mà không cho mình ra làm thì sao được. Tôi nói chả vô duyên kinh khủng. Bởi tôi nói thiệt, các bà con nào mà ở ngay chỗ cái Phước Long Thọ làm ơn rảnh chạy ra phụ bà con Việt Nam mình chửi lại cha nội đó cho không biết mặt đó. Mình chửi mình không phải như là mình chửi rủa, như làm tôi là tôi thấy mình chửi cũng phải có văn hóa mọi người. Ví dụ như mình chửi là mình cầm cờ mình hô hào là mình ví dụ như là cái gì đã đảo cha thống ốc vô duyên đang ngồi nhà rảnh háng không có chịu ra, không có chịu cho mở cửa tiệm nail, thì mình la làng mấy cái chuyện đó thì nó ok, chứ đừng có mà làm cái phong tục Việt Nam mình là ví dụ như chửi ông nội ông ngoại tổ tiên ổng thì nó vô duyên. Người Mỹ người ta không có thích người ta mình chửi tổ tiên người ta đâu, nó vô duyên. Với lại chửi kiểu tổ tiên nó rất là phức tạp, nó khó lắm. Nó nói tiếng Việt nó dễ nhưng mà dịch từ tiếng Việt nó ra tiếng Anh mà tổ tiên ông nội ông sơm cố này nó rất là khó. Bà con đừng có bận tăng chửi mà chửi kiểu như vậy, đừng có chửi rủa. Thí dụ như là tao rủa mày á nha, mày ra đường mà gặp sét đánh rồi này nọ, mày chết mày này nọ, chửi mấy cái kiểu đó người Mỹ nó không có hiểu đâu mọi người. Tại vì á cái sấm sét mà đánh xuống con người ở Mỹ á, nó không có tin, nó không tin, giống như là sấm sét đánh rồi nó chết, ngã đùng rồi nó chết, nó không có tin kiểu như vậy đó, nó không có tên. Bởi cho nên mình chửi rủa, thí dụ như mình chửi như là tao chửi mày đi trời mưa mày dấp mày té vô Dũng Sình mình cũng bị chết, mày đi thuyền nó cũng bị lật hơn này nọ. Mỹ nó đâu có thuyền, nó đâu có đi thuyền đi gì đâu, nó đâu có đi phà đi đò như kiểu Việt Nam mình. Bởi cho mình rủa mấy kiểu đó nó không có tên, nó không có hiệu quả đó. Mình đừng có chửi, mình đừng có chửi rủa kiểu như vậy đó. Mình chửi rủa nó phải có văn hóa lên đó, là mình hô hào. Thí dụ như người ta nói là giống như là mấy tụi Mỹ đen mà đi biểu tình hay farm thì nó đứng rồi nó la lên đó, nó la là thí dụ như là cái gì mà Black Lives Matter hay là này nọ đi, thì mình cũng la lên, mình nói là My Nails Matter, nếu không là The Nailer Matter đó, mình la lên vậy. Ví dụ như là nail chẳng hạn vậy. Nếu không bà con nào mà biết được cái bài mà nail mà làm nail không có bèo đó ra hát đó, người nào biết hát thì ra hát, người nào biết la thì la, người nào biết chửi thì chửi, miễn là mình phải làm cho nó rần lên để cho cái ông thống đốc ông biết đó. Còn tôi nói ví dụ như mấy anh chị nào mà làm trong cái nghề truyền thông á nghe, thí dụ như mấy anh chị nào mà qua bên Mỹ mà lâu năm hay là có quốc tịch rồi rõ ràng này nọ mà làm ở trong báo chí hay là làm trong đài truyền hình đó, thì các anh chị làm ơn dịch luôn tiếng Anh dùm cho mấy anh cha đó, không cần phải nói tiếng Việt, dịch luôn đi. Cứ người nào chửi tiếng Việt ra làm sao là dịch ra tiếng Anh cỡ đó, chuyển mấy cái lời đó đi qua bên cái ông thống đốc cho ông nghe. Ông nghe đó, ông mở tiệm nail ra, đúng rồi đó, nail matter đó, you don't open the nail salon I die for you chẳng hạn vậy đi. Là cái dụ như mình nói là mình tao chết cho mình thấy, tao sẽ chết cho mày thấy chẳng hạn vậy. Thì đó I die you will see, I die you will see, ok, thì chẳng hạn vậy mình phải la lên như vậy đó. Mày mà không mở tiệm nail ra rồi tao ở nhà tao ăn quay phe mà tao cũng sẽ bị chết cho mày thấy chẳng hạn vậy đó. Thì mình phải nói cho nó trình độ đồ này nọ lên. Chứ tôi nói biểu tình thì á, biểu tình mà tôi nói trời ơi bao nhiêu người Việt đứng nắng chang chang ở khu Phước Lộc Thọ mà biểu tình, tôi thấy tôi thương dễ sợ luôn vậy á. Trời, tôi rất cưng dễ sợ luôn, cái gan của tôi cũng bay vậy đó hả, là tôi cũng ủng hộ đồ này nọ. Bà con nào gần cái khu đó đi xuống để biểu tình giùm đấy đi. Chứ bây giờ Việt Nam mình đi làm nail mà tự nhiên không cho mở cửa, mà với chi mà cái con virus này mà người ta nhốt điều đặn như bình thường, ai cũng mở chân tự nhiên nhốt nail, người ta vô duyên không? Vô duyên, dễ sợ, vô duyên. Trời ơi, tôi không biết lý do tại sao mà ông nội này ông bị vậy nữa. Không biết có phải là hồi xưa là ông lỡ dạy lúc mà trước khi mà ông làm thống đốc, lỡ dạy vô tiệm nail rồi bị thợ nail rứt móng hay là gì, ông thù dân nail hay sao á. Chắc thằng cha này thuộc về dạng giống như là cái gì ta có khóe nhỏ nè, mà vô lỡ tiệm nail cái mấy em mà cái kiểu như là mấy em lỡ tay đó mà móc cái khóe cho thiệt mạnh đó, bởi cho nên nó sưng cái chân chu dù hay là chẳng hạn vậy. Có nghĩa là Việt Nam mình, tôi nói Việt Nam mình thì đúng là nó cũng có cái nghề ngứa nghề trong đó nữa. Người Việt mình có ngứa nghề là ví dụ như là mình thấy cái gì mà nó chướng mắt, ví dụ như mình thấy cái mà miếng da nó xì ra nó cũng chướng mắt, nếu không mình thấy cái khóe nó cũng chướng mắt, bảo đâm ra mình cái hay là lá kéo các bột các cái kiểu đó. Chắc đâm ra chả thù hay cái gì đó, cha này nè chắc chắn là chả thù chân neo hay có chuyện gì đó mọi người, chứ không có một cái lý do gì mà người ta thống đốc người ta quá bận rộn. Đâu có ai mà nghĩ trả thù riêng cái nghề neo của mình nó như vậy. Tôi nói vô duyên kinh khủng luôn, vô duyên luôn vậy á. vô duyên kinh khủng, đúng không mọi người? Mà bây giờ mấy người mà ở ngoài thế giới nước Mỹ mà đi biểu tình cho Mỹ đen, tôi thấy nó cũng vô duyên nữa. Có nhiều cái sao tôi thấy nó vô duyên, kinh khủng là vô duyên luôn vậy đó. À, tôi thấy mắc cười không? Mắc cười sao mắc cười? Trời đất ơi, ở Chicago tôi cũng vậy nè. Tôi nói thì nó mấy hàng biểu tình đó cũng rất là vô duyên. Hồi chiều tôi làm về, cái tôi chạy xe riêng, bà vợ tôi mới chạy xe riêng. Cái bà chạy về nhà trước, bà chạy ịn cái về tới nhà đâu hồi nào không hay đâu. Cái tự nhiên cái bà gọi điện thoại tôi mới nói cho ông Hùng, ông về rồi chưa? Ở đầu đường nhà mình nó có biểu tình nữa cả. Xong nó nói, ủa mấy biểu tình gì mà vô duyên là sao? Biểu tình gì mà em ra đường lớn đường đồ, mày biểu tình mày vô trong đường hẻm mày bay. Tao ở trong cái xóm này, là cái xóm này là cái xóm dân cư. Người ở trong đây không hà, chứ đâu có gì bự to lớn vậy đây mà chui đây biểu tình làm vậy. Đó, tôi nói trời ơi biểu tình vậy á, mà cũng chỉ có 5-7 đứa cũng đứng ngay cái đầu đường đó cầm cờ hô hào biểu tình, rồi cái biểu tình nó la hoài không ai tới phụ la hay là không có người nào tới ủng hộ. Cái đó cũng mệt quá, nó dẹp cờ dẹp đồ, nó chạy về nhà nó ngủ mẹ luôn. Tôi nói biểu tình cái kiểu gì kỳ vậy? Biểu tình người ta phải có tổ chức, người ta phải thông báo lên chính phủ, người ta phải xin phép cái chính phủ là mình phải đứng nơi nào để mình biểu tình, mình không có đập phá, mình không có hôi của đồ này nọ mới gọi là biểu tình, thì người ta mới ra ủng hộ giùm cho. Thí dụ như ủng hộ là sao? Ủng hộ là mấy cái người nào mà người ta rảnh người ta chạy ra người ta cãi lộn phụ chẳng hạn vậy, hoặc là những người mà người ta ủng hộ ít đó, người ta thấy cũng có lý đó, người ta đang rảnh người ta chạy ra người ta phụ một tay thì chỉ gọi là biểu tình. Chứ biểu tình gì mới ra toàn là đập cửa kiến, nó toàn là ăn trộm không, mà biểu tình nó kiểu vậy. Đó, rồi mấy cái bà trong xóm tôi cũng chạy ra hô hào dầm cờ dăm ba cây, rồi cũng đi chạy vô mất tiêu rồi. Chắc la hoài mệt quá khang tiếng, không ai ủng hộ hết, cũng chạy về nhà nằm ngủ hết trơn rồi. Vô chắc gì về nhà coi cải lương hay là ăn hủ tiếu gì bà rồi. Đó, không phải Việt Nam mà ý tôi nói là ăn vậy thì chắc là nó ăn hamburger là uống Coca-Cola vậy ở nhà rồi. Đó, la hoài đâu có ai đâu mà ủng hộ. Biểu tình cái kiểu gì kỳ vậy? Biểu tình gì mà thấy kỳ cục dễ sợ biểu tình. Ngày mai đó mọi người, bà con nào mà đang rảnh đó, ráng trở lại cái livestream của tôi vào ngày mai 8:30 tối giờ Chicago. Là bởi vì ngày mai là tôi có một cái chương trình là quay số trúng thưởng và chơi trò chơi trúng thưởng tặng cái ghế massage. Mà tôi nói cái ghế massage này nó ngon dữ lắm nha mọi người nghe. Tại vì tôi xài rồi, ở nhà tôi là tôi nói có một cái ghế massage nó bự thù lù, nằm ở trước chữa cái tivi á, là bao nhiêu là con cái vợ chồng tôi thường lên đó để mà massage hết trơn á. Tại nó ngon dữ lắm. Rồi tôi cũng có mua luôn cái ghế massage nó nhỏ nhỏ một xíu, đẩy ra ngoài tiệm nail để làm cho cái quát. Mà tôi nói là cái massage mà đẩy ra ngoài phòng quát nó ngon lắm nha mọi người nghe. Là bởi vì á, thay vì á mình xài cái ghế quát đó hoặc là cái giường quát, tôi đẩy cái ghế massage, khách nó vừa leo vô ngồi là nó nói sang liền tại chỗ. Mà đã gì nó ngồi dựa ra cái đầu nó cũng vừa đủ luôn. Đó, mà đã gì những lúc mà nó ế đó mọi người, mình lên đó mình ngủ. Nếu không thợ leo đó nó cũng ngủ, nó cũng sướng nữa. Tại nó có massage mà, nó vừa bóp chân, bóp tay, bóp mông, bóp đồ luôn. Nó cũng tiện, mà cái ghế đó giá nó cũng không có mắc nữa. Mà đặc biệt ngày mai là cái giá đại hạ giá cho Father's Day. Mà dĩ nhiên là những người nào mà mua trong cái livestream mới được giá đó. Còn nếu mà mua cái ngoài livestream thì nó không có giá vậy, giá lên cao trở lại. Mà cái giá nó rất là rẻ bèo. Giống như là cái ghế, cái ghế sau lưng tôi này mọi người, ghế này nè, đó. Cái ghế này đó giá bình thường là 6.500 trước khi thuế. Mà bây giờ sale xuống còn có 2.950 thôi. Là có nghĩa là chắc là sale đại loại là chọn hơn nữa rồi. Mà đã vậy còn bớt tiền thuế nha, rồi tiền free shipping luôn. Mọi người nào mà ở cả nước Mỹ này gửi cái ghế bộ thù lù về nhà luôn, miễn phí. Mà nội mà tiền shipping rất là mắc nha mọi người nha. Thí dụ như bây giờ bà con mà mua mấy cái chai mà chai như alcohol hay là chai này chai nọ mua online đó, mà khi mà mình mua mấy cái đồ này mà mình gửi tiền cước phí nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Mà bây giờ là miễn phí luôn, một cái ghế massage thật to gì mà gửi miễn phí. Rồi đã gì thuế cũng miễn phí. Thí dụ như cái ghế này là 2.950, thuế là bình quân Chicago là 10%, là tốn 300 tiền thuế rồi. Cái này là free luôn. Đó, rất là đã. Rồi thí dụ như có một cái ghế này. Cái ghế này thì thí dụ như bây giờ tôi zoom lên cho mọi người thấy nha. Mà chỉ có livestream ngày mai thôi. Thí dụ như bây giờ cái ghế này đó là 3.750 giá bình thường. Bây giờ sale xuống còn có 1.275 à. 1.275 này mà là còn free shipping, còn free thuế luôn. Thì nhân cái dịp mà Father's Day mà bà con nào mà có người lớn tuổi, nếu không là tặng cho mấy ông chồng hay tặng người yêu nó, không tự tặng cho mình cũng được. Tại vì 1.275 tính ra 1.275 này chắc độ khoảng chừng còn ít, còn rẻ hơn cái giỏ đó mọi người. Cái giỏ bây giờ mắc tiền dữ lắm, hình như là Chanel tới 4-5 ngàn gì lợn đó. Chắc tôi nghĩ là 1275 này nó cái giá này chắc khoảng chừng bằng đôi guốc à. Bằng con đuôi guốc, nhiều người mang đuôi guốc mắc tiền lắm, với lại mua mang giày mang đồ rất là mắc tiền. Mà cái ghế massage nó bự thụ lụ gì là mình xài hoài luôn. Còn đuôi guốc trời, mấy đuôi guốc mắc tiền mắc chứ nhiều lúc đeo nó cũng đau chân chứ bộ. Mà nếu mà chị em nào mà đi mà ẻo ẻo mà nó không có đúng lúc mà nó cũng quẹo dò chứ bộ. Nó cũng cực khổ vậy lắm. Mà mua cái ghế bự thụ lụ gì á thì nó rất là rẻ. Đúng rồi đó, cái ghế bự thụ lụ này chỉ có giá là 1275 đồng mà nó còn free shipping luôn. Mà free thế, nhưng mà đặc biệt là mọi người phải ráng mua trong cái lúc livestream thì mới được. Công ty nó mới chịu sale vậy cho vui à, chứ nếu mà mua giá bình thường nó không chịu bán vậy. Nó làm vậy đó. Ngày mai livestream mới bán được, mới có bán, chứ không có bán hôm nay. Mà đã gì ngày mai còn có chương trình tặng cái ghế massage miễn phí nữa. Bởi trên mọi người ráng ủng hộ tôi và ủng hộ cái công ty hiệu ghế Maytha này, là bởi vì họ làm cái ghế massage rất là tốt. Đó, thì hy vọng là ngày mai tôi sẽ gặp lại mọi người rất là nhiều nha mọi người. Nhớ nha, ráng ủng hộ tôi nghe. Rồi ngày mai gặp, bye cả nhà.